Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp cờ lem 1 triệu token có ký hiệu là Son nha các bạn. Thì chương trình góp này nó còn 6 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Phần định xét qua thông tin dự án lên chút xíu các bạn. Airdrop đang diễn ra nè các bạn, từ ngày 15 tháng 6 rồi. Dành cho 20 người. Airdrop dành cho 20 người này, claim này các bạn. Thì bán trước ngày 15 tháng 6 đang diễn ra nè. Năm hồi xuất hiện phong phối. Đây thì có lộ trình của nó nè các bạn. Airdrop tổng nguồn cung bán trước. Khoan các bạn. Thì để tham gia dán hôm nay, các bạn cần copy với phần link mô tả như video của mình. Các bạn dán vào trình duyệt chocolate nha các bạn. Rồi bạn gửi nè. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi sau khi các bạn xong thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn lướt xuống, các bạn tìm từ claim Airdrop nha các bạn. Các bạn bấm kết nối nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí ra là khoảng là 0.00056 BDB, khoảng 0.15 USDT các bạn. Các bạn nút đạp nha các bạn. Cái kèo này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy cái địa chỉ bên BCMSN của mình nè. Rồi các bạn mở vào trang PC scan, các bạn check coi tôi cần nó dây chưa nghe các bạn. Các bạn dán con chắc mình vào đây nè. Rồi các bạn tìm mã thông báo là John. Đó mình đã về đây một. Sao mình về đã về bao nhiêu ta? Mình về là 1102 token Son nha các bạn. Thì các bạn gì copy cuốn sách của nó nè. Các bạn mở gì vậy? Giáp. Rồi bạn mở ra các bạn. Soccer Son. Các bạn thấy. Các bạn đứng xuống các bạn thì các bạn sẽ thấy được. Ủa sao có 10.000 rồi ta? Nhận được 10.000 Son rồi các bạn. Ok, vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham claim 10.000 Son nên em kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.